Trên bàn của mình hôm nay là hai chiếc flagship đi theo hai trường phái gần như đối lập nhau. Một bên là chiếc iPhone 12 với kích thước nhỏ gọn, hoàn toàn đối lập với xu thế to dần của màn hình trên chiếc Samsung Galaxy S20 Ultra. Vậy, với cùng ngân sách khoảng 10 triệu đồng lượm được từ nhà hàng xóm, đâu sẽ là lựa chọn cho lại hiệu năng tốt hơn để chiến game? Cùng theo dõi nhé! Chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của Vietablet. Đừng quên bấm vào nút đăng ký kênh cũng như dã thật mạnh vào nút like để tiếp tục ủng hộ chúng mình ra những video mới hơn và hấp dẫn hơn. Giờ thì vừa lướt video cho nó nóng. Và nếu như anh em có đang quan tâm đến sản phẩm này thì đừng quên tại Vietablet đang kinh doanh với mức giá rất tốt cùng với những chương trình ưu đãi đặc biệt như trả góp với lãi suất 0% hay dùng thử trong vòng 7 ngày, không mừng không lấy tiền. Đường link chi tiết anh em biết phải tìm ở đâu rồi đấy. Đồng thời, mình cũng có một tin vô cùng mới và hấp dẫn cho anh em. Đó là hiện Vietablet chúng mình đã có group trên Telegram chuyên bán các sản phẩm với mức giá rất tốt, đặc biệt là một số lượng lớn iPhone và Samsung đang chờ đón anh em. Còn chần chừ gì nữa mà hãy nhấn ngay vào đường link ở phần mô tả để săn được điện thoại giá rẻ mỗi ngày nhé. Apple A14 Bionic và Exynos 9910, cả hai con chip cùng đạt được số điểm lần lượt là 633.000 và 644.000, chênh nhau chỉ có 11.000 điểm thôi. Ngay cả điểm CPU và GPU cũng chênh lệch rất ít, chuyển qua với cái bên năm thì sự chênh lệch đã được nới rộng một cách đáng kể. Trong khi chiếc S20 Ultra chỉ có gần 900 điểm đơn nhân và hơn 3.000 điểm đa nhân, thì chiếc iPhone 12 đã đạt tới hơn 1.500 và gần 4.000 điểm. Quá là một sự khác biệt lớn. Về mặt lý thuyết là thế, vậy trải nghiệm game thực tế sẽ ra sao? Cùng mình bắt đầu ngay bài test nào. Cả hai chiếc máy cùng kết nối với một điểm Wi-Fi. Tác tích kịp pin, độ sáng tối đa và âm lượng sẽ nằm ở mức khoảng từ 70-80%. Mình cũng sẽ thiết lập ở mức tối đa nhất có thể là HD và cao, FPS cũng là 60. Đầu tiên của bài test đã hoàn thành. Đối với đại diện nhà táo, nó còn lại 85% pin và đối thủ của nó, S20 Ultra còn tới 91% pin. Còn về phần nhiệt độ, nó tập trung hầu hết ở khu vực mặt trước, cao nhất cũng chỉ có hơn 38 độ thôi, còn mặt lưng thì lại vô cùng mát. Tương tự, mức nhiệt hơn 38 độ tập trung ở nửa trên mặt trước của chiếc Samsung, mặt lưng thì cũng rất mát, cao nhất cũng chỉ có hơn 37 độ mà thôi. Với PUBG, mức max setting mà cả hai chiếc máy cùng bật được là HDR và Extreme.
trải qua 30 phút với PUBG thì hiện tại chiếc iPhone chỉ còn 66% pin, trong khi 79% là thời lượng pin còn lại của chiếc Samsung. Sau màn test PUBG Max Setting này thì đại diện iOS cho lại mức nhiệt lên tới hơn 39 độ, tập trung đa số ở nửa trên mặt trước, còn 38 độ là nhiệt độ cao nhất ở mặt còn lại. Và khi mình chỉ mới nhảy dù xuống một chút, chiếc máy đã ngay lập tức bị giảm sáng. Chuyển sang phía đối thủ, độ nóng cũng gần như tương tự với chiếc iPhone và vẫn là cái khu vực nửa trên màn hình quen thuộc đó. Bên cạnh đó, mức nhiệt cũng chỉ giảm 1 độ ở phía mặt lưng. Tuy nhiên, không hề có bất kỳ hiện tượng giảm sáng nào xảy ra cả. Với tựa game được mệnh danh là phá cấu hình cuối cùng trong bài test này, mức setting sẽ là cao nhất và 60 cấu hình trên giây. Kết thúc bài test của mình với Genshin, 46% là mức dung lượng pin chung cuộc và cao hơn tới gần 20%. Chiếc Galaxy S21 Ultra đã kết thúc với 65% pin còn lại sau khi trải qua tự game hủy diệt cấu hình cuối cùng. Đúng như cảm nhận trên tay của mình, máy nóng hơn khá và nhiệt độ cao nhất mà mình đo được là 40,7 độ. Độ sáng màn hình vẫn tiếp tục bị giảm. Bất ngờ hơn khi đối thủ đến từ Hàn Sản, chiếc S21 Ultra này còn cho mức nhiệt nóng hơn đến gần 1 độ, có thể lên tới gần 42 độ ở mặt trước. Ở phía còn lại, 41 độ là cao nhất. Nóng phết đấy anh em. Sau màn so tài của chiếc iPhone 11 Pro Max và Samsung Galaxy Note 10 Ultra ở video trước thì chúng ta lại có thêm một màn combat nảy lửa, một lần nữa là đến từ hai đại diện sừng sỏ trong thế giới công nghệ. Cùng lên phần cảm nhận của mình sau 1 giờ và 30 phút với 3 tựa game phổ biến nào. Với Liên Quân thì mình nói thẳng một câu luôn là cả hai chiếc máy cùng trải qua một cách vô cùng nhẹ nhàng và đơn giản. Dường như nó vẫn chưa đủ đô để có thể trở thành một tựa game mà chúng ta cần cân nhắc về độ mượt mà. Các pha combat từ nhỏ lẻ cho tới lớn, FPS vẫn được duy trì vô cùng đều đặn ở 59 cho tới 60-61. Với PUBG, từ game nặng đô hơn khá. Trải nghiệm thực tế trong game của mình vẫn khá tốt. Các pha bắn nhau, chạy xe, lút đồ vân vân thì khả năng ổn định của cả hai là tuyệt vời. Nhưng ngay lúc này, vấn đề mà anh em biết là vấn đề gì rồi đó. Một vấn đề quá quen thuộc với người dùng iPhone. Đó là giảm sáng. Ngay khi có dấu hiệu nóng lên, máy lập tức giảm sáng và điều đó đối với mình rất chi là khó chịu. Đối với kẻ hủy diệt cấu hình, aka Genshin Impact, mình có đôi chút thất vọng về khả năng tối ưu của Apple trên chiếc iPhone 12 này. Dù có được có chip đời cao hơn, điểm số cũng cao hơn, nhưng trải nghiệm đối với tựa game này của mình thậm chí còn tệ hơn cả chiếc iPhone 11 Pro Max. Những lúc chạy nhảy hay là bay lượn thì khá tốt, nhưng mình chỉ cần lướt màn hình để thay đổi góc nhìn hay là dùng nộ, hiện tượng khựng lag xảy ra thấy rõ và nhiều lúc còn kéo dài gần 2 giây. Về phần đại diện Hàn Sản, mình khá bất ngờ khi ở thời điểm ra mắt, con chip Exynos 990 ở một số bài test thậm chí còn thiếu ổn định hơn cả Helio G90T. Nhưng có lẽ là Samsung đã làm rất tốt với các bản cập nhật phần mềm, khiến cho chiếc máy không chỉ không bị giảm sáng như đối thủ của nó mà còn cho lại trải nghiệm với Genshin Impact là khá tốt. Tiêu chí cuối cùng đó là pin. 46% và 65% lần lượt là thời lượng pin còn lại của iPhone 12 và S20 Ultra. Có lẽ là anh em đừng nên so sánh vì thực chất hai mẫu máy này dành cho hai tuýp người dùng hoàn toàn khác nhau, nhẹ nhàng nhỏ gọn so với to lớn và châu bò. Vậy nên yếu tố này anh em chỉ nên tham khảo thôi nhé. Và mình đã hoàn thành việc đưa đến cho anh em bài test và so sánh hiệu năng giữa iPhone 12 và Samsung Galaxy S20 Ultra bản Exynos. Như mình đã nhắc ở trên, mỗi chiếc máy sẽ đáp ứng một cách trọn vẹn nhất với từng dạng nhu cầu mà nhà sản xuất hướng tới. Vậy nên anh em hãy tham khảo, cân nhắc thật kỹ càng và đưa ra lựa chọn một cách đúng đắn và xứng đáng với đồng tiền bỏ ra nhất nhé. Vậy còn anh em nghĩ gì về bài test của mình trong ngày hôm nay? Có bất kỳ thắc mắc, góp ý hay yêu cầu mình làm so sánh các mẫu điện thoại, hãy để lại dưới phần comment nhé. Rất cảm ơn anh em đã dành thời gian cho video này của mình và cũng rất hy vọng sớm được gặp lại anh em trong những video sắp tới trên Vietablet.